Thưa quý vị, phụ nữ trong chu trình mang thai, tuyến giáp có những thay đổi về chức năng và hình thái do sự thay đổi của nồng độ hormone estrogen. Đồng thời, các bệnh lý tuyến giáp do rối loạn nội tiết mang thai thường xảy ra, gây ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi và có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và con nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Trong quá trình mang thai, ở tuần thứ 18, bệnh nhân này cảm thấy thể trạng không tốt, thường xuyên có những biểu hiện bất thường như khó thở, nôn nhiều, ho và sốt. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Sau quá trình thăm khám và hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc cường giáp thai kỳ cần được nhập viện để được theo dõi. Được các bác sĩ ở đây điều trị cho em thì hiện tượng của em bây giờ thai 14 tuần của em thì nó đỡ nôn ngén hơn. Vẫn có hiện tượng là cảm giác là vẫn còn nôn ngén nhưng mà nó không nôn nữa, nó sẽ đỡ hơn ạ. Bệnh cường giáp có thể bắt đầu khởi phát vào 3 tháng đầu thai kỳ hoặc nặng hơn trong giai đoạn này ở những phụ nữ mắc bệnh từ trước. Ngoài các triệu chứng kinh điển liên quan đến cường giáp ở mẹ không được điều trị phù hợp có thể gây chuyển dạ sớm. Và một biến chứng nghiêm trọng đó là tiền sản giật. Nhiễm độc giáp đó là do khi trong quá trình mình mang thai, ấy, cái hormone giáp cần phải cao lên để nó vượt qua cái giao thai, hàng rào giao thai để nó vào con được nhiều. Bởi vì những giai đoạn đầu đó em bé cần nhiều hormone giáp để em bé phát triển và hoàn thiện cái cấu trúc cơ thể của em bé. Và từ tuần thứ 13 trở đi thì cái hormone tuyến giáp của em bé nó đã hoạt động được rồi. Và cái nhu cầu cái sử dụng cái hormone giáp nó thấp đi thì cái mức độ nhiễm độc giáp của người mẹ sẽ tự giảm xuống để về cái ngưỡng bình thường của người bình thường. Để phòng tránh bệnh cường giáp thai kỳ, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh như tình trạng nội tiết, có tiền sử bị bệnh ở lần mang thai trước, có người trong gia đình mắc bệnh cường giáp hoặc nội tiết tuyến giáp, nâng cao thói quen tập thể dục trước và trong khi mang thai, ăn các thực phẩm lành mạnh, chọn thực phẩm đa dạng với nhiều chất xơ, ít chất béo và calo. Khi mang thai, cần thăm khám định kỳ và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.